Độc hành thiên hạ tập 127 Diệp Húc ngự phòng bà đi Không thể hiện bất kỳ thần thông gì Mà chỉ mang theo một chú chó đen làm bạn Dù sơn ngoạn thủy Rất là tiêu diêu tự tại Điểm không hài hòa duy nhất chính là Cái con phá cầu kia Nó luôn kêu gào đòi ăn cái này cái kia Nhất là đến đêm trăng tròn Con phá cầu này liền bốt chạy lên đỉnh núi Phòng tàu trù lên với ánh trăng một hồi Bất trí bất giác Hắn đã đi được hơn mấy tháng Nghe được tin tức truyền đến, hạ đồng dương của hạ gia Trung Châu đã đột phá thành công, trở thành đầu sỏ tam tương cảnh, tiến vào cổ mộ của các đời hoàng đế đại thương để mà tu luyện. Không lâu sau đó, lại có tin tức truyền đến, thái dương thần cung Đông Hoàng Mục cũng đã đột phá tam tương, trở thành đầu sỏ, tiến vào giảng đạo đài thần bí nhất của thái dương thần cung do hạ thiên đại đế để lại, tìm hiểu những cảnh giới cao siêu hơn. Lại còn có hiền viên vô khuyết, từ một di tích xa xưa đã tìm được 17 lá binh chủ kỳ khác mà hiền viên thiên đế để lại. Cuối cùng cũng tụ tập đủ 18 lá binh chủ kỳ, hợp lại làm một món cấm bảo hoàn chỉnh. Hiền viên gia từng làm mất cấm bảo ấy, nay đã tìm lại được. Đưa kim gia chủ hiền viên gia cũng không có thu hồi, mà vẫn giao cho hiền viên vô khuyết sử dụng. Còn có các tin tức về những nhân vật thiên tài của các đại thánh địa khác đột phá chuyển đến. Từ sau khi đại náo hàn nguyệt cung, Diệp Phúc đã im lặng hơn một năm, những thành tích vẻ vang của hắn dần bị những tin tức về các nhân vật thiên tài khác bao phủ. Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất, các tự mại tao kỳ cá nguyệt. Hao Thiên Quyền đứng trên bờ vai của Diệp Phúc, thở ngắn than dài, nhưng nó nhanh chóng đắc ý, kêu gào. Nhưng bọn người kia sao có thể sánh được với bản đại tôn? Bản đại tôn đã sớm tu thành pháp tướng trần thân từ lâu. Diệp Phúc tiếp tục đi tới. Mấy ngày nay không phải là hắn không có thu hoạch. Ở trong sự yên lặng thể ngộ đạo lý thiên địa tự nhiên, với hắn mà nói có lợi ích rất lớn. Trước đây, hắn tu luyện cường dùng mãnh tiến, tùy tốc độ cực nhanh, nhưng thêm một loại lắng động tích lũy. Nhất là khi ở trong trấn ma quật, hắn đã vì sớm đột phá, đã liên tục tiến lên chín cảnh giới nhỏ chỉ trong nửa năm. Tăng lên quá nhanh, biên độ vượt qua quá lớn, khiến cho cảnh giới bất ổn. Hiện giờ khi tĩnh tâm lại, hắn đem những cảnh giới trước kia của mình thể ngộ, lĩnh ngộ lại một lần, tuy tu vi không có tiến bộ nhưng cảnh giới đã hoàn toàn được củng cố nguyên thần của hắn ngao dù dày lát đi được ngàn dặm có thể xuyên thấu qua bức tường thế giới tiến vào một thế giới khác đây là cảnh giới tam thần cảnh diệp húc vốn tính dũng mãnh tiến vào nhưng chưa hoàn toàn tu thành đủ loại thần thông của tam thần cảnh hiện giờ cảnh giới tam thần cảnh được củng cố hoàn toàn các loại diệu dụng của nguyên thần đều được hắn tu thành Mấy tháng này cảm gộ thiên địa tự nhiên cũng đã có thu hoạch, đã có con đường đại khái riêng của mình để tu luyện tam tương cảnh. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Ta từ trong thiên địa tìm đạo, tìm đạo trong tự nhiên, từ trong thiên tìm địa, địa tìm ra pháp. Tâm tình tiệp húc tĩnh lặng như nước, hắn thầm nhủ. Người khác tu luyện từng bước, mà ta lại muốn ngộ đạo trước, sau đó đẩy ngược thiên tướng, địa tướng, pháp tướng, từ đó tu thành thiên địa pháp tướng. Vì tư chất có hạn nên hắn không thể tu hành từng bước được, chỉ có dùng cách này, ngộ đạo trước rồi mới tu luyện sau, mới có thể vượt qua được cánh cửa tư chất hạn chế lớn nhất ấy. Phương thức tu luyện này có thể nói là nghịch thiên mà đi, cực kỳ khác với bình thường, nhưng diệp húc là bất đắc dĩ. Tư chất một người là do trời chứ không phải mình có thể quyết định được. Nếu tư chất là cố định như vậy nếu muốn đột phá sự giam cầm tư chất thì chỉ có thể nghịch thiên mà đi một con đường chưa có ai đi qua đi một con đường mà thiên đạo cũng không thể làm gì cuối cùng hắn đi tới trên đồng hải vô tình đi đến gần quần đảo La phủ từ xa nhìn lại một pho tượng đồng to lớn đứng ở trong biển chủ đạo của La phủ được tượng đồng nâng ở trên tay bức tượng đồng này trông như một vị vương giả cao thượng trông rất là khí phách Diệp Phúc từng nhìn thấy tượng đồng của bàn hoàng ở trong ân khư. Từ nó mà ngộ ra hai thức trừ thiền công đức ấn. Hắn cảm thấy những bức tượng đồng ở La Phủ Đảo này trông có vẻ giống bộ dáng bàn hoàng. Thậm chí còn phỏng đoán rằng tượng đồng đó có lẽ là một vị hoàng đế của đại thương Hoàng Triều. Lúc này, hắn thấy bức tượng đồng này càng nhìn càng thấy có khả năng ấy. Trừ thiên thần vương công đức ấn và công đức kim luân luyện bảo diệu quyết là một môn cấm pháp mà nhiều thế hệ hoàng đế đại thương tu luyện. Môn cấm pháp này đòi hỏi người tu luyện phải có công đức vô thượng, công đức gia thân mới có thể thúc giục được thần vương công đức ấn. Thậm chí Diệp Phúc còn có phỏng đoán, môn cấm pháp này căn bản chẳng phải là cấm pháp của thế gian, mà là cấm pháp của thần vương truyền lưu đến nhân gian, là người ủng hộ đại thương Hoàng Triều đã truyền thụ cho đại thương pháp môn lập quốc. Đại thượng bị đường kìm thiền đế phá hủy, tượng đồng thật có khả năng rất thất lạc ra ngoài. Không biết trong tượng đồng của vu hoàng thượng cổ này có cất giấu một thức trừ thiên thần vương công đức ấn nào không? Hai tay tượng đồng đã bị chủ đạo La Phù Đảo che mất. Diệp Húc từng có duyên gặp mặt với bốn vị quân tử của La Phù Đảo, nên hắn cũng không muốn phá hỏng nơi đây. Hắn nhẹ nhàng, nhàng vất tay một cái, chỉ thấy hai hòn đảo nhỏ yên lặng bay lên, lơ lửng giữa không trung, khiến cho hắn có thể thấy hoàn toàn tượng đồng. Tòa tượng đồng này được thả ở nơi đây chắc đã trăm ngàn năm. Từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu tuấn kiệt niềm thiếu, những hạng người kinh tài tuyệt diễm đến đây, định từ tượng đồng ngộ ra mấy thức vụ pháp, nhưng phần lớn đều lấy thất bại mà chấm dứt. Chỉ có Diệp Húc mới biết được bí mật căn bản của tượng đồng, không tu luyện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, ngừng tụ ra công đức kim luân thì đừng hòng ngộ ra thứ gì từ tượng đồng sau đường của hắn đột nhiên hiện ra sáu vòng công đức kim luân chuyển động không thôi mừng ngón tay của hắn ấn nắm không ngừng hóa thành ấn pháp giống hệt như tượng đồng luận động tự nhiên dường như có một loại đạo lý tự nhiên mà thành ở trong đó trung gừng thiền quân bất động thần vương quân thiền bất động thần vương ấn thân hình diệp phúc chấn động tay nắm ấn pháp lập tức một luồng hơi thở mênh mông phát ra từ trên người hắn. Hắn dường như hóa thành trung ương quân thiên thần giới, nguy nga lộng lẫy. Thân thể dung nhập thiên địa, liên kết với nơi đây. Thiên địa bất diệt, ta bất diệt. Thiên địa bất tử, ta bất tử. Hắn là thần vương tồn tại vĩnh hằng, thống ngự trung ương quân thiên. Tòa tượng đồng này chất chứa một thức chư thiên thần vương công đức ấn, có tên là quân thiên bất động thần vương ấn, chính là ấn pháp có lực phòng ngự mạnh nhất trong các thần vương công đức ấn. Loại ấn pháp này thi triển ra sẽ khiến toàn thân tràn ngập thần uy của trung ương quân thiên thần vương. Như vị thần vương ngồi trên trung thiên, thân thể vô cùng rộng lớn, cao vô cùng, vĩnh hằng bất động, vạn kiếp bất diệt, vạn cổ bất hóa, sừng sững trung ương, hùng hậu như hoàng thiên hậu thổ, không người nào có thể di động, không ai có thể phá được. Ta chính là quân thiên, ta chính là thần vương, ta vĩnh hằng bất động, vô sinh lão tử trong lòng Diệp Húc không khỏi sinh ra loại cảm xúc kỳ lạ ấy. Dường như giờ khắc này, hắn thật sự biến thành thần vương thống ngự trung ương quân thiên, vĩnh hằng bất động, trấn thủ trung ương. Đây là một loại ấn pháp cực kỳ dũng mãnh, tuy không có bất cứ uy lực gì, nhưng khi sử dụng sẽ có được phòng ngự không gì phá nổi. Hắn đây được thức bất động thần vương ấn này xong, liền nhảy lên, đặt la phụ đảo lên trên bàn tay của tượng đồng, rồi nhẹ nhàng bay đi, cũng không có ý định ôn chuyện với đám tứ quân tử và vạn pháp yêu vương. Muốn học toàn bộ trừ thiên thần vương công đức ấn thì chỉ có vào ân khư một lần nữa, thăm dò mộ của các thế hệ phù hoàng trong ân khư. Diệp Phúc nghĩ tới đây, lập tức tới đại ủy lòng chiến hạm lên, phi thần lên trên chiến hạm rồi bay tới cảnh nội của đại hán. Hắn đi không bao lâu mới có bóng người phóng lên từ la phù đảo, giáo giác nhìn khắp mọi nơi. Diệp Phúc đi đảo ngộ đạo mất mấy ngày nhưng chẳng ai phát hiện ra. Mãi cho đến khi hắn ngộ ra bất động thật vương ấn, thi triển đoạn ấn pháp này ra, thì đám người vạn pháp yêu vương mới phát giác. Nhưng bị khí thế của hắn trấn trụ, không thể động đậy. Sau khi Diệp Húc rời đi, mới có thể thoải mái hành động. Người vừa rồi đến tột cùng là ai? Vạn pháp yêu vương kinh nghĩ bất định, thất thanh nói. Một hơi thở thật mạnh, ép cho ta cũng không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào đó qua đây rồi quan sát đo lường tượng đồng may người này không động tham niệm nếu hắn nhìn chúng là phủ đảo của chúng ta chỉ sợ muốn cướp đi cũng thật dễ dàng một gã đại yêu lẩm bẩm cất tiếng nói vạn pháp yêu vương một trận không nói gì cười mà nói người tu luyện đến cảnh giới này là phủ đảo của chúng ta với hắn mà nói chỉ sợ vốn chẳng nhập nổi pháp nhãn Vật trên mặt đất cũng không nhặt chứ đừng nói là cướp có vài tên đại yêu không tin một kẻ cười nói là phù đảo ta của cải phổ số, chỉ sợ dù là thánh địa trong truyền thuyết cũng phải đỏ mắt ghen tị. Phản pháp yêu vương không nhịn được lắc đầu, bọn người kia thật không có kiến thức, thật sự nghĩ rằng là phù đảo chính là thánh địa trong thiên hạ này. Tốc độ của đại uy lòng chiến hạm cực kỳ nhanh, nó giống như một con rồng lớn lướt qua không trung, không lâu sau đã bay qua biển rộng tiến vào lục địa. Không biết cây cột buồm kia của ta mà cắm vào đại uy lòng chiến hạm này thì có thể khiến tốc độ nhanh hơn vài phần không? Diệp Phúc tò mò, liền lấy cột buồm ra, đánh vào trên đại uy long chiến hạm. Lập tức tốc độ của chiến hạm đột nhiên tăng lên mấy lần. Ở một tiếng đánh vỡ hư không, phá ra một cái động lớn. Ngày sau đó, đại uy long chiến hạm xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Con thuyền này vừa mới hiện thân, lại lập tức phá thông hư không. Một đầu đâm vào, lại xuyên qua ngàn dặm. Loại tốc độ này nhanh đến vô nhân đạo liên tục xuyên qua không ngừng, khiến Hào Thiên Khuyển hừng phấn mà nằm trên đầu thuyền kêu gào không thôi. Đại uy long chiến hạm xuyên qua không gian liên tục, trong chớp mắt đã đi hơn 10.000 dặm, đến vùng trung bộ Đại Tần. Diệp Phúc bỗng nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành lớn, trong thành có những tử khí hình cự long bốc lên, chiếm cứ không trung tòa thành này, đầu trồng hướng ra ngoài, dường thành múa vút. Oanh! Đại uy long chiến hạm đột nhiên dừng lại, tốc độ chậm đi, Chính nhánh tử sắc long khí này ra cố không gian nơi đây, khiến cho nó vô cùng cứng rắn, ngay cả bất diệt chi bảo như đại uy lòng chiến hạm cũng không thể đánh vỡ. Kẻ nào dám to can làm can ở đế đô, còn không mong ngừng chiến hạm lại, quỳ xuống thỉnh tội. Trong một một nhánh tử sắc long khí bay ra một chiếc chiến hạm, trong đó có một tôn thiên địa pháp tướng thật lớn phóng lên cao. Người này thân mặc kim giáp, đầu đội kim khôi, giống như một vị cổ thần lầm thế giờ bàn tay to hơn vài dặm ra, chụp tới đại uy lòng chiến hạm của Diệp Húc. Nơi này là đế đô hàm dương à? Diệp Phúc ngẩn ra, đôi mắt lóe ra ánh sáng. Hắn vừa không thấy thiền địa pháp tướng của vị cường giả kia, ánh mắt lại nhìn đến đế đô hàm dương. Thủy hoàng đế, lúc sắp chết, ông đã bảo ta không được đến, nhưng giờ ta đã đến đây rồi. Đế đô hàm dương, để ta nhìn xem, suốt cuộc là ai đã cướp đi đại tần của ông toa thành lớn bên dưới chính là đế đô hàm dương thủ đô của đại tần Toa thành này cảnh sắc tráng lệ chiếm cứ tổ trì lòng mạch lòng khí bốc lên hóa thành chiến con tử sắc cự long giống như đúc từ vàng đại diện cho sự tôn quý của hoàng triều vô cùng uy nghiêm diệp phúc nhìn thấy xa xa có những dãy núi hùng vị uốn lượn có tổng cộng bởi hai dãy núi những dãy núi đó giống như trần long đá núi như long lân làm cho người ta nghĩ đến đây là 12 con cự long, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thân thể rồi bay lên trời cao. Lòng khí đời này cực kỳ đồng đậm. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tuy nhiên lúc này, đầu của Long Mạch ở trên núi lớn đã có một tôn đồng nhân bằng vàng trói lóa đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đây là khí thế trấn quốc của Đại Tần, đồ thiên thập nhị đồng nhân cấm bảo bán thành phẩm mà thủy hoàng đế luyện chế ra dùng đó để trấn áp tổ long chi mạch bảo vệ xung quanh đế đô hàm dương đế đô hàm dương chiếm cứ tổ long chi mạch so với thánh điện như hoàng tuyển ma Tâm còn to lớn đổ sộ hơn nhiều 12 con rồng hội tụ ở nơi đây bị 12 đồng nhân trấn áp linh khí trong long mạch dùng nhập vào trong đế đô khiến đế đô hóa thành một thánh địa tu luyện trong đế đô hơn xa so với bên ngoài loại thủ bút này chỉ có vị hoàng đế có ý chí thiên hạ mới có thể làm được. Tùy hoàng đế lập quốc ở nơi đây, có ý chí trở thành vua hoàng, thống nhất thiên hạ. Đáng tiếc là đế quốc của ông ta lại bị kẻ khác chiếm mất. Diệp Phúc đứng ở trên đại uy lòng chiến hạm, nhìn về phía đế đô, chỉ thấy tòa thành lớn bên dưới thật to lớn, rất nhiều cung điện như quần sao bảo vệ hoàng triều đại điện. Tên cường giả đại tần kia, giơ tay chụp tới, bao phủ toàn bộ đại uy lòng chiến hạm định bắt lấy món bất diệt chi bảo này rồi ép diệp Húc hiện thân sau đó phải quỷ xuống đất mà thỉnh tội diệp phúc điều khiển đại uy đồng chiến hạm đến thuyền trong va chạm lung tung điều này đã mạo phạm đến tôn nghiêm của đế quốc đại tần lập quốc đã hơn ngàn năm bất cứ kẻ nào đến chỗ này cũng không dám to can làm càn như vậy huống chỉ đầu thuyền mà diệp Húc điều khiển lại là một con thuyền rồng lại càng mạo phạm đến uy nghiêm của tần hoàng thực lực của hắn đã tu luyện đến tam tường cảnh đỉnh phong, luyện thành thiên địa pháp tướng, thực lực vô cùng hùng mạnh. Loại cường giả này, cho dù là ở trong các thánh địa cũng không có mấy ai sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng với một đế quốc khổng lồ như Đại Tần mà nói, bản thân đế quốc đã là bồn phái hùng mạnh nhất đương thời, tụ tập nguồn tài nguyên nhiều không thể tưởng tượng được, đủ để đào tạo ra rất nhiều đại phu với tù vị cao thâm. họ kia thọ kia, đôi mắt của hào thiên khuyển tỏa sáng nó nhìn thẳng thiên địa pháp tướng của hắn kêu lên cách gì cơ vị tướng quân đại tần kia ngẩn ra không hiểu vì sao thiên địa pháp tướng của hắn rõ ràng đã thân người mà con phá cầu này lại coi là thỏ đây là loại ánh mắt gì chứ thỏ con lần này xem bị chạy đi đâu hào thiên Quyền mừng quá cái đầu nhoáng lên hóa thành to như quả núi há miệng táp tới cắn đứt bàn tay thiên địa pháp tướng của vị tướng lãnh đại tần kia ngay tại chỗ. Còn pháp cầu này há miệng tát tới cánh tay của hắn, cắn đứt luôn cả một cánh tay của thiên địa pháp tướng của vị cương giả này. Đầu của nó thò ra hơn 10 dặm, vẫn tát tới trần thần của thiên địa pháp tướng. Hiển nhiên là nó định ăn hết cả thiên địa pháp tướng của người này. Khốn kiếp! ở đây đồ hàm dương mà người dám thả chó ra hành hung người. Tên cường giả đại thần kia vừa sợ vừa giận, vội vàng thu hồi pháp tướng lại thực lực của hắn không thể coi là không cao minh. Uy lực chất chứa trong thiên địa pháp tướng kia vượt xa cả nguyên thần, nhưng đối mặt với con cự thú viễn cổ hào thiên khuyển này thì kém cỏi hẳn. Hắn bị con hào thiên khuyển này ăn đi cả một cánh tay, thiên địa pháp tướng tổn hao đi nhiều uy năng. Đến đồ hàm dương không phải nơi người có thể dường ngoài diễu võ. Này tiểu tử, hôm nay người chỉ có một con đường chết. Hắn giận dữ quát lên một tiếng, rồi thúc giục chiến hạm chạy tới định đâm thật mạnh lên tại uy đồng chiến hạm. Thỏ con, mình ngay cả con chó còn không bằng, sao có thể tranh phòng cùng chủ công của ta chứ? hao Thiên Quyền kêu lên, mở cái miệng lớn như một cây động đèn khổng lồ, chờ hắn đưa đầu tới cửa, tự lái thuyền vào trong miệng nó, rồi sau đó thuận lợi ăn luôn. Tên cường giả đại tần kia cười lạnh một tiếng. Thiên địa pháp tướng đã xuất hiện. Một cánh tay cầm lên một chiếc rìu lớn, chém thật mạnh vào trán của Hào Thiên Quyền đầu chó bắn ra tiền lửa tùng tóe tên cường giả đại tần kia chỉ cảm thấy như mình chém vào thứ kim loại cứng rắn nhất không những không thể chặt đứt được đầu con phá cầu này mà đại chấn cho tam tường chỉ bảo của hắn bay tít lên cao trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi hao thiên khuyên ăn đau vội thụt đầu về tên cường giả đại tần kia chớp động ánh mắt thúc dục chiến hạm đánh tới đại uy lòng chiến hạm vẫn đổ mà quát còn không xuống thuyền quỳ xuống nhận tội ư Diệp Phúc bất động đứng ở mũi thuyền. Trong thế giới sau đầu, Ngọc Hoàng Kim Thân đột nhiên giơ tay ra. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay vàng trói lóa, bắt lấy chiếc chiến hạm dài hơn 10 dặm này, dùng sức bóp chặt. Tiếng răng rắc truyền đến, chiếc chiến hạm này đã bị Ngọc Hoàng Kim Thân của hắn bóp cho méo mó, biến thành một đống sắt vụn. Tên cường giả đại tần kia hoảng loạn, phi thân khỏi chiến hạm. Khi hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy dìa phúc há miệng hút chiến hạm của hắn vào trong bụng trong lòng không khỏi dị thường khiếp sợ cào giọng quát kẻ thù rất mạnh cử bộ thiền long cùng ra tay bảo vệ đế đô chín cái đầu rồng của chiến con cự long đột nhiên mở rộng miệng từ trong đó từng chiếc chiến hạm bay ra chiến hạm hoành không miệng pháo mở ra trong lúc nhất thời trên bầu trời trải rộng từng luồng ánh sáng màu tím trong các cột sáng đó ẩn chứa uy năng mênh mông bắn tới đại uy lòng chiến hạm của Diệp Húc. Đây là cửu bộ thiền long, cửu khanh đại phu, bảo vệ đế đô đại tần, trường quản chiến nhánh quân đội hùng mạnh nhất của đại tần. Bọn họ tu luyện ở trong tử sắc lòng khí. Cửu khanh đại phu đại tần này, ai cũng đều đã đầu sỏ tam tương cảnh đỉnh phong, tu thành thiên địa pháp tướng, dưới trướng có hàng nghìn hùng binh, thực lực hùng mạnh, có thể nói là hùng binh mạnh nhất trong tất cả đế quốc. Hiện giờ cửu khanh đại phu cử bộ thiên long đều xuất hiện thúc giục chiến hạm đồng loạt đánh tới diệp phúc định đem kẻ xâm nhập này đánh thành những mớ cặn bã công kích mạnh như vậy cho dù là lão quái vật tam biết diệt cảnh đã tu thành thân thể bất diệt cũng chỉ có thể tránh né nếu không thân thể sẽ trực tiếp nổ nát vụn diệp phúc lại không nhìn thấy hàng trăm chiến hạm bắn cột sáng bảo tím tới mình ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm đế đồ bên dưới đế đồ hàm dương toàn thân của hắn chấn động Ngọc Hoàng Kim Thân bước ra khỏi thế giới sau đầu hắn, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, Kim Thân vạn trượng đại phóng quang mang. Trung ương bất động, bất động thần vương. Ngọc Hoàng Kim Thân thi triển trung ương quân thiên bất động thần vương ấn. Ấn pháp vừa ra, khiến Ngọc Hoàng Kim Thân trấn thủ trung tâm thế giới như một vị thần vương hằng cổ bất động, tường dùng với thế giới xung quanh, vĩnh hằng bất động, vạn cổ bất diệt, vạn cổ bất hóa có vô số cột sáng màu tím đánh lên ngọc hoàng kim thần, giống như kiến càng lay cây căn bản chẳng thể lay động nổi người khổng lồ này dương thiên thần vương u thiên thần vương nhật nguyệt tương sinh diệp húc khẽ động tâm niệm một tiếng ong ong vang lên bảy vòng công đức kim luân dựng thẳng lên sau đầu ong ong chuyển động giống như thần vương thống ngự chư thiên giáng lâm vô số âm thanh truyền ra từ trong công đức kim luân phàm nhân thiên ma a tu la ác quỷ tà phật thiên thần xa đọa đều đọc ma kinh các ngợi uy năng của diệp húc gia trì kim thần cho hắn ngọc hoàng kim thân giơ một bàn tay vàng lên bao phủ hơn bởi dặm trong lòng bàn tay dường thiên thần vương diệt kiếp ấn và ưu thiên thần vương độ ách ấn liên kết hóa thành một mặt trăng một mặt trời xoay tròn với nhau đánh thật mạnh xuống đời đế đô bàn tay của hắn vô cùng rộng lớn mà mục tiêu công kích lại chính là trung tâm đế đô hàm dương nơi đàn cung điện bảo vệ hoàng cung mặc kệ người là ai, hiện hình nhận lấy cái chết cho ta. Diệp Phúc khoanh chân ngồi trên bì tâm của Ngọc Hoàng Kim Thân. Kim Thân vạn trượng giơ tay che trời, một trường hạ xuống hàm dương, khiến toàn đế đô ngàn năm này ầm ầm rung chuyển, dường như sắp bị một bàn tay của hắn chụp vỡ. Đại quân cửu bộ thiền long nhìn thấy cảnh tượng này đều cả kinh, ngây người mà không biết làm sao. Đã ngàn năm, từ khi đại tần lập quốc cho đến nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám quang minh chính đại tấn công thủ đô Đại Tần, công kích đế đô của một quốc gia. Năm đó, Thủy Hoàng đế tung hành thiên hạ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, tập trung ngũ hành kim khí trong thiên hạ, về mười 12 đồng nhân, lập quốc Hàm Dương, thành lập sự thống trị của Đại Tần. Ngàn năm đã qua đi, sự uy còn tại đó. Đây vẫn là lần đầu tiên có người cả gan làm loạn, trực tiếp tấn công đế đô Hàm Dương như vậy. Yêu nghiệt phương nào, dám to gan công kích đế đô? không biết sống chết bên trong đế đồ bền dưới một tôn tiên địa pháp tướng phóng lên trời hóa thành một vị chiến thần oai phòng lẫm lẫm ngẩng đầu nhìn lên đánh tên một quyền chạm vào bàn tay nhật nguyệt luân hồi của diệp húc oanh đế đồ hàm dương giống như nổi lên một trận gió lốc thật lớn mặt đất trung chuyển ngàn vạn cung điện rung động không ngớt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy trong dư ba giao thủ giữa hai người chính vào lúc này hai đồng nhân bảo vệ xung quanh đế đô phóng ra ánh sáng, tản ra từng luồng hơi thở cấm bảo, bình ổn dư ba kia lại. Đại vù tam bất diệt ư. Diệp Phúc hiếp mắt nhìn, trong lòng tới hơi kinh ngạc. Người này có thể tiếp được thủ ấn nhật nguyệt luân hồi của hắn. Thực lực chắc chắn đã đạt tới tam bất diệt cảnh. Tu vi của hắn tuy mới đạt tới tam tương cảnh pháp tương kỳ, nhưng châu báo đã thành, cùng cảnh giới đã là vô địch. Ở trong tam tương gần như không ai có thể giao phòng với hắn người này có thể thong song tiếp được một trưởng của hắn tu vi chắc chắn đã vượt qua tam tương cảnh là lại phu tam bất diệt cảnh cửu khanh đại phu cửu bộ thiên long các người thật vô dụng lại để cho kẻ này tấn công đế đô quấy nhiễu thánh giá tôn thiên địa pháp tướng kia phóng lên cao đột nhiên co lại rồi dung nhập vào trong cơ thể một vị chiến tướng vô cùng oai phong cửu khanh đại phu và đội quân cửu bộ thiên long ở trên chiến hạm Thế người này vội vàng quỳ xuống, cao giọng hô: Người sử đại phu đại nhân, không phải chúng thuộc hạ vô dụng, mà là kẻ thù quá hùng mạnh, quá rào hoạt. Diệp Phúc nhìn về phía vị chiến tướng này, thế người này tay nâng ấn bạc, thắt lưng đeo thanh thụ. Ấn bạc và thanh thụ, hắn là phụ thừa tướng của đại tần, chính là một trong những đầu sỏ của triều đình đại tần. Đại vù với tam bất diệt cảnh, làm phó thừa tướng, khí phách của đại tần còn trên cả đại đường đã gần với cảnh tượng thời kỳ của đại thương thời thượng cổ, hoàng triều của bản hoàng đế canh. Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị, tình hình đại tần vượt qua những gì hắn đoán. Đội tình của hoàng triều này sâu hơn những thánh địa bình thường rất nhiều. Hắn từng thấy qua tình cảnh những triều đình bản hoàng ở trong bản hoàng lăng, thấy đại phu tam bất diệt cảnh làm quan, cầm bất diệt chi bảo trong tay, triều kiến bản hoàng. Hiện giờ đại tần đã mơ hồ có khí phách quần lầm thiên hạ ấy. Chẳng lẽ người trấn thủ đế đô là một vị vu hoàng hay sao? Diệp Húc lập tức phủ định suy nghĩ của chính mình. Trên đời này, thế giới vu hoàng không có vu hoàng, chỉ có thân thể vu hoàng để lại sau khi chết, không có khả năng tùy tiện liền nhảy ra một vị vu hoàng được. Vu hoàng chính là nhân vật vô địch, nếu kẻ bưu sát thủy hoàng đế cướp lấy đại tần chính là một vị vu hoàng, như vậy y chẳng cần phải cố thủ ở nơi đây mà tập hợp đại quân quét ngang thiên hạ khiến tất cả thánh địa phải thần phục, trở thành thuộc hạ thần tử. Một ý nghĩ nhanh chóng đảo qua trong đầu của Diệp Húc, hắn thầm nghĩ, thực lực của vua hoàng, cho dù là thánh địa khác có cấm bảo trong tay, cũng rất khó chống lại. Nếu muốn nhất thống thiên hạ, cũng chẳng phải là quá khó khăn. Nếu trong hoàng cung đại tần, có một vị vua hoàng, sao y có thể nhẫn nhịn được? Thực lực của vua hoàng, với Diệp Húc hiện tại, còn chưa có thể đo lường được đó là bởi vì hắn chưa từng gặp qua vu hoàng còn sống bao giờ nhưng từ ứng tông đạo hắn có thể đoán ra được đại khái thực lực của vu hoàng ứng tông đạo giống như là thiên nhân đến nay mới chỉ là nhân hoàng kỳ vô hạn gần với vu hoàng nhưng trên thực tế khi so với vu hoàng hắn là tranh lệch còn lớn hơn nếu không ở trong tang lễ của diệp phúc ứng tông đạo sẽ không nhắn lại mình không phải vu hoàng mà lại làm chuyện của vu hoàng có thể thấy được thực lực của Vũ hoàng hẳn là vượt xa bậc bá chủ ứng tổng đạo đã đạt tới tình trạng hắn không thể nào tưởng tượng được cùng là cấm bảo ở trong tay nhân hoàng và vu hoàng uy được cách biệt một trời một vực không thể so sánh đổi. nếu thực sự có một vị Vũ hoàng trấn thủ đại tần bản đồ đại tần tất sẽ mở rộng gấp 10, gấp trăm thậm chí có thể đánh tới đám tiên đảo đại lục vùng hải ngoại mà chẳng phải ẩn nhẫn co đầu rụt cổ ở trong hoàng cung đồ kiêu căng ngạo mạn. Ngự sử đại phu của đại tần kia khiển trách cửu khanh đại phu và cửu bộ thiên long xong, mới ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, giống như một vị quan viên cao cao tại thượng, đang nhìn một gã tử tù gằn từng chữ. Ngàn năm đã qua, người là tên cuồng đồ đầu tiên, dám to gan tấn công đế đô. Bản tướng vốn là thấy người là một cường giả, không phải hạng người phù dành tiểu tốt, nhưng người mạo phạm đế uy thì chỉ có một con đường chết người ngoan ngoãn giữ tay chịu trói hay là để bản tướng tự mình động thủ đây? người là ai? Diệp Hùng khẽ nhíu mày, đây đúng là lần đầu tiên hắn giao tiếp với quan viên trong vũ sĩ, cũng rất khó chịu với cái giọng điệu cao cao tại thượng, một bộ dáng bố thí kia. lớn mật, tên của phụ thừa tướng là người có thể hỏi sao? Trên một chiếc chiến hạm của đại tần, một gã tướng đánh nguyên thần kỳ bước nhanh lên mũi thuyền, nổi giận nói: nghiệt trướng! người còn không quỳ xuống giờ đầu chờ chém. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, lạnh đông nhìn về phía kẻ này. Hai đường thái dương thần quang bắn ra từ trong mắt. Tên tướng lĩnh kia kêu thảm một tiếng, từ trong thất khiếu bốc ra từng đường thái dương trần hỏa. Thân thể hừng hực bốc cháy, nguyên thần cũng không thể trốn thoát. Trong chớp mắt đã bị thái dương thần quang đốt cháy sạch sẽ. Nghiệp chướng ở trước mặt bản tướng quân mà ngươi lại dám ra tay giết người. Tên ngự sử đại phu kia giận dữ lên, thiên địa pháp tướng đột nhiên hiện ra ở sau người bàn tay vừa động ấn bạc bay lên hắn cầm ấn bạc đánh thật mạnh tới diệp húc chiếc ấn bạc này chính là bất diệt chi bảo đại diện cho địa vị của hắn ở trên triều đình đại tần tượng trưng cho thân phận của hắn đồng thời cũng là một món lợi khí công kích thiên địa pháp tướng của hắn chính là một người khổng lồ vạn trượng ngân ấn trong tay hóa thành núi lớn một ấn hạ xuống uy năng vô hạn từng luồng ánh sáng bạc tuôn trào dưới đáy ấn trong những cường giả mà Diệp Phúc từng gặp qua. Lý Thiên Vương còn kém hắn mấy phần. Thực lực của hắn hẳn là bị vây ở tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt đỉnh phong. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Phúc, Pháp tướng Kim Thần Ngọc Hoàng Đại Đế của hắn vẫn ngồi khoanh chân như trước, chưa hề đứng dậy, giơ một bàn tay lên nghỉnh đón. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. Bàn tay của hắn hóa thành một chiếc rìu khai thiên chống lại ngân ấn. Hai loại công kích bất đồng gặp nhau, khiến cho hư không chấn động không ngừng, ép cho những chiếc chiến hạm liên tục lùi ra sau. Diệp Phúc đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình hơi lung lay. Trong mắt vị ngự sự đại phu này lộ ra dị sắc, động tâm niệm khiến giải lượng màu xanh cuốn bên hồng bay lên. Hắn cười lạnh mà nói, tù vi và thực lực của người cũng không yếu, đáng tiếc là người xúc phạm hoàng uy nên chỉ có một con đường chết. Cái giải đoạn màu xanh kia của hắn cũng là một món bất diệt chi bảo. Vừa rời cơ thể, liền hóa thành một con cự long bầu xanh dường đành búa phút đánh tới phía diệp húc diệp húc kẽ mỉm cười kẽ vỗ trán hào thiên khuyển lũ chó này lắc lắc đầu sợi khốn thiên thẳng trên cổ lập tức bay ra hóa thành một con kim long quân ẩu với thanh long ngang tài ngang sức các hạ tu vi của người không kém xin hỏi tồn tính đại danh là gì diệp húc hỏi với vẻ cười ấm áp vị ngự sử đại phu này tuy khiếp sợ so với thủ đoạn vô số của diệp húc nhưng vẫn chẳng để hắn vào trong mắt. Điềm nhiên nói, nghiệp chướng, người không cần biết tên của bản tướng ta, vì trong mắt của bản tướng ta, người là kẻ đã chết. Lắm mồm! Diệp Phúc hư lạnh một tiếng, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một tòa ngọc đài. Bên trong ngọc đài, một sợi xích sắt giống như một con rồng đổi giận bay lên, trói thẳng cổ vị ngữ sử đại phù này, kéo lên trạm tiền đài. Cùng khóa tiên siềng xích nguyên thần, thiên địa pháp tướng của hắn, hạn chế một thân thần thông không tự chủ được quỷ xuống từ tù bộ đoàn. Vị cử sử đại phu này gầm thét liên tục, xả sức giải dụa. Nhưng tòa trạm tiên đài này, ngay cả giả làm bình tồn cũng không thể giải ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị trói, vô cùng sỉ nhục quỷ gối trên trạm tiên đài. Nghiệp chướng người dám động mệnh quan triều đình. Hắn phấn độ rống to, ta chính là ngự sử đại phu của đại tần, đường đường là phụ thừa tướng. Diệp Húc làm ngơ, lệnh cho trạm thiên đài bay lên cao, đào lên đào xuống, một cái đầu cực lớn rơi ra. Chiêu hồn phiền lập tức thu tàn hồn của vị đại phù tam bất diệt cảnh này. Không đến một giây, vị phó thừa tướng của đại tần, đường đường đạo quái vật tam bất diệt cảnh, đã chết trong tay của Diệp Húc. Ta vốn hỏi tên của ngươi rồi mới giết, để biết ai chết trong tay của ta, mà ngươi lại chậm chạp không chịu nói ra, khiến cho ta tức giận, giờ đành phải làm con ma oan khuất thôi diệp húc vừa đối mặt một cái liền chém chết người sử đại phu hắn lập tức vung tay lên chiêu hồn viên bay ra khỏi trạm tiền đại rơi vào trong tay hắn diệp húc cúi đầu nhìn chỉ thấy trên chiêu hồn viên xuất hiện một cái tên cười lạnh nói hóa ra người tên là từ phương hộ thật kính thất kính hắn khen động tầm niệm đôi tàn hồn của từ phương hộ ra khỏi chiêu hồn viên trực tiếp sưu hồn tác phách của hắn cửu canh đại phu và cửu bộ thiền lòng ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện bọn họ hoàn toàn không ngờ vì thừa tướng oai phong lẫm lẫm thậm chí không định hỏi tính dành của diệp Phúc mà ra tay giết hắn luôn kia chỉ đối mặt một cái đã bị chém đầu đầu thần khác chỗ mất mạng ngay lập tức sát giết tên ác ma này bảo vệ đế đô cựu bộ thiên long dưới sự chỉ huy của cựu khanh phục đại phu liền điều khiển chiến hạm nhanh chóng vọt tới thế nhưng phá hỏa liền miên khi thế những người này từng liền lại câu động chín dòng tử khí long khí bảo vệ đế đô kia. Chỉ thấy chín con tử kim cự long phát ra tiếng gầm trầm thấp, tử quang đan tràn trong mắt bắn ra trăm ngàn dặm, quanh thân tản ra khí thế rung động lòng người. Chúng đều giơ long trào thật lớn ra, ánh tím long lánh chộp tới đại uy lòng chiến hạm. Chín con tử kim cự long này chính là do địa khí của tổ long chi mạch và ý chí bất diệt của đế quốc ngừng tụ mà thành, vô cùng dài nặng, gần như mỗi một nhánh tổ long chi mạch đều có thể so với uy năng của tam bất diệt cảnh đỉnh phong lực công kích vô cùng dũng mãnh nếu đại thần thật sự thống nhất thiên hạ chính nhánh tử kim cự long sẽ hóa thành tổ long trần chính có được linh tính tinh trí trở thành thứ có thể sánh với vu hoàng bảo vệ đế quốc ngàn năm hiện giờ đại tần chưa thống trị thiên hạ chính con tử kim cự long này chỉ có chút linh tính cũng chưa trở thành thứ như phách hạ lão tổ những uy lực cũng không phải là nhỏ, tương đương với chín vị đại minh tôn vương có cấp bậc với giả la minh tôn cùng nhau vây công diệp phúc. đồng tử diệp phúc nhanh chóng cò rút lại, hắn vừa tế di la thiên địa tháp lên, vừa nhanh chóng lùi ra sau. tòa bảo tháp này có 11 tầng, cao phút dựng trước mặt hắn, càng lúc càng lớn, cao tới ngàn trượng. sau đó nó buông xuống từng luồng huyền hoàng khí ngăn cản pháo hỏa đánh tới. cùng lúc đó hắn thi triển quần thiền bất động thần vương ấn hắn giống như quần thiền thần vương ngồi ngay ngắn giữa trung thiên chống lại nhiều chiến hạm oanh kích ngọc hoàng kim thân của hắn đột nhiên hóa thành hoàng tộc đế thích với bốn cái đầu và tám cánh tay chống lại cự trảo của chiến con tử kim cự long hào thiên khuyển tế hắn tầm phần dị dụng hôm một tiếng tế còn phá cầu bên người lên từng luồng pháp lực mênh bồng tuôn vào trong cơ thể chú chó nhỏ kia chỉ thấy tự yết hầu của nó phát ra tiếng gầm rú nặng nề. Thân thể của nó càng ngày càng dài. Chân trước bỗng mọc ra những bắp thịt góc cạnh rõ ràng. Tiếp theo chân sau cũng mọc ra khối bắp thịt như thế. Trên người con phá cầu này, từng khối bắp thịt bành lên như bùng nổ. Trong trước mắt, nó đã hóa thành một chú chó dài hơn 10 dặm, há mồm liền táp tới đám chiến hạm kia. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, nó đã nuốt nguyên một chiếc chiến hạm đại tần to lớn. Hơn một ngàn phu sĩ đại phu trên chiến hạm không ai có thể trốn thoát. Các người đều là thỏ. Đôi mắt của Hào Thiên Huyền tỏa sáng, nó mở cái miệng to kia liên tục cắn nuốt. Từng chiếc chiến hạm bị con cự thú viễn cổ này nuốt vào bụng, vô cùng dũng mãnh. Lúc này Diệp Húc chống lại cửu lòng cự cử trào, thân hình lung lay không ngớt, bất động thần vương ấn bị phá, đại uy lòng chiến hạm bị ép cho chìm xuống mấy ngàn trượng chỉ trong trước mắt. Ngọc Hoàng Kim Thân của hắn cũng bị phản chấn thật lớn, xuất hiện từng vết rách, món bắt diệt chi bảo đã uy lòng chiến hạm này nhận lấy áp lực từ hai chân của hắn truyền xuống phát ra tiếng răng rắc do không chịu nổi băng tàu trực tiếp bị ép cho méo mó răng rắc nứt ra từng cái khe tuy thực lực của diệp húc tăng lên rất nhiều nhưng trong lại công kích của cường giả như giả lam bình tồn vẫn vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn miệng của hắn tràn đầy máu tươi làn rắn nứt nẻ tóc tài dựng lên hắn đổi giận đùng đùng đã khởi tinh thần đem công kích của chín con tử kim cự long đều nhận hết. Long uy trên người chúng tán đi, tự quang trong mắt cũng dần co rút lại, từ từ thu hồi long trảo. Chúng đó chưa trần chính hình thành linh khí, hóa thành sinh linh, trở thành vị thần bảo vệ đại tần, mà mới chỉ là bị khí thế của cửu bộ thiên long dẫn dắt nên mới công kích Diệp Húc. Hiện giờ, cửu bộ thiên long và cửu hành đại phu đều bị hao thiên khuyển do Diệp Húc tế đền kia đánh cho hoa rời nước chảy thường vòng thảm trọng, khí thế suy tàn, đương nhiên không thể tạo thành cộng hưởng với chiến con tử kim cự lòng kia nữa. Diệp Phúc nuốt xuống một ngụm kim huyết đã nảy lên trên yết hầu, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn xuống đế đô hàm xương bên dưới, quát to một tiếng, rồi tương dung ngọc hoàng chân thân và thân thể của mình. Hắn kim thần vạn trượng như một vị thần phường lầm thế, bước nhanh về phía trước. Trời xanh bị một bước của hắn dẫm cho sụp đổ xuất hiện một dấu chân màu đen thật lớn, nhìn mà ghê người. Đế đồ hàm dương, phá cho ta. Diệp Phúc từ trên cao nhìn xuống, nắm đấm của hắn to như núi, đánh mạnh xuống đế đồ hàm dương. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn muốn thay đổi, định lấy thực lực của bản thân, đánh tan tòa thành này, ép cho vị đại cao thủ núp sâu trong đế đô, kẻ đã cướp đế vị của thủy hoàng đế kia, phải lòi mặt ra. Từ trong trí nhớ của tử phương hộ, mà Diệp Phúc đã hiểu biết khá rõ ràng, về thực lực của triều đình đại tần từ phương hộ thân làm ngự sử đại phu phụ giúp thừa tướng nhưng trên ông ta còn có nhiều người lợi hại hơn rất nhiều trong triều đình đại tần trên ngự sử đại phu còn có tả hữu tướng quốc đại tướng quốc thái úy thượng tướng quân và các quan chức khác Nhưng người này thực lực và tu vi đều vượt xa từ phương hộ đó là những đại vụ đỉnh cao tam bất diệt cảnh cũng có thần thể bất diệt nguyên thần bất diệt thiên địa pháp tướng bất diệt thậm chí ở trong ký ức của tử phương hộ, đại tướng quốc là ngã xuân thù chính là một vị nhân hoàng. Trên những người đó ra, trong hoàng thất đại tần cũng còn có rất nhiều cao thủ, cường nhân, không những có đại vụ tam bất diệt cảnh, thậm chí nói không chừng còn có cả nhân hoàng tồn tại nữa. Thật quả đà qua nỗi sâu xa, không thể nào lường hết được. Đại tần được cho là thánh địa lớn nhất trên đời, đương thời, quả thật không phải là hư danh. Vậy mà Diệp Húc chỉ dựa vào sức lực và sự cứng rắn của bản thân mà dám tấn công đế đô Hàm Dương thì thực sự là một hành động có thể nói là quá liều lĩnh và lỗ mãng. Tuy nhiên trong lòng Diệp Húc không có một chút ý nghĩ nào về điểm này, mà ngay cả sự an nguy của chính bản thân mình hắn cũng không hề nghĩ tới. Hắn một lòng chỉ muốn đại náo Đế Đô, bắt lấy vị cao thủ ẩn nấp trong Đế Đô kẻ đã cướp đi đế vị của thủy hoàng đế kia. Hắn hướng đến thủy hoàng đế mà phát đi lời thề rằng khi còn sống trên đời, nhất định sẽ vì hắn mà báo thù rửa hận. Rằng nếu không báo được thù, thì trọn đời này hắn sẽ không thể trở thành vu hoàng. Diệp Húc khắc sâu những đời thể này từ đáy lòng mà không dám quên. Với hắn, tùy hoàng đế có ân nghĩa của một nửa người thầy. Về công về tư, hắn đều phải đích thần thăm dò, tìm to hết tất cả về đế đô Hàm Dương. Giờ đây bên trong đế đô Hàm Dương, triều đình văn võ bá quan đều đã tề tựu đồng đủ trên triều đường lo lắng hồi hộp chờ đợi tần hoàng đế lên triều diệp húc lần này tấn công đế đô con ngự sử đại phu từ phương hộ ra trận chịu chết chỉ kịp nói ra vài câu vô nghĩa thậm chí đến tên của mình cũng không nói ra được thì đã ù mê bị người ta chém mất đầu đây thật là một mất mát lớn lao cho sự tôn nghiêm của đế quốc phía trên là người nào tần hoàng khoan thai đi đến ngồi ngay ngắn trên lòng ỉ không vội vàng mà rất thông thả cất lời hỏi hắn với khí độ ung dung quý phái, trên thân lòng khí bao quanh, vầng trán rộng, trung đình đầy đặn, môi trên hai chòm râu phân ra hai bên phải trái, giống như là râu rồng. Trong tướng mạo mờ mờ ảo ảo đó, thật là chân long chi tướng, trời sinh sáng hình một bộ chân mệnh thiên tử. Khởi bẩm bệ hạ, người này là phong chủ quan tình phòng hoàng tuyền ma tông, tên là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, không biết lý do vì sao mà điên cuồng tấn công đế đô của ta một nội thị phụ trách trưởng trị kinh sư tiến lên khom lưng nói Tân hoàng vẫn ngồi yên đó đưa mắt nhìn quần thần xung quanh nhẹ nhàng nói chỉ là một tên tiểu cuồng đồ chẳng lẽ phải trẫm tự mình ra tay bắt hắn mới được sao đại tướng quân bồng chính tiến lên nói to không dám để bệ hạ phải vất vả thần xin lập tức đi bắt hắn nhưng tên diệp thiếu bảo này là một nhân vật của hoàng tuyển ma tông sau khi bắt hắn rồi phải xử trí hắn ra sao xin bệ hạ bàn cho khẩu dụ Tân Hoàng thản nhiên cất tiếng nói, giết đi, để thể hiện chính pháp, đưa đầu của hắn về hoàng tuyển ma tông, thi thể thì treo ra ngoài cửa ngọ môn. Mông chính lĩnh chỉ lùi về xuất cung đi bắt Diệp Húc, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, chỉ nhìn thấy vô số cung điện bị bộ trưởng của Diệp Húc phá hủy, trong lòng không khỏi ngăn đổi cơn tức giận, liền thả người nhảy ra khỏi đế cung. Vương ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Diệp Húc thần cao vạn trượng, xung quanh thân ánh sáng vàng trói lọi đứng sừng sững trên không trung phía sau đầu bài đạo công đức kim luân xoay chuyển không ngừng phát ra từng trận ma âm giống như thần phật mông chính nén giận mà cười thiên địa pháp tướng hiện lên dũng mãnh nhập vào trong cơ thể giống như là thần thể vạn trượng cao lớn vô cùng tay cầm phương thiên họa kích hướng vào diệp húc bổ tới cười nhạt mà nói yêu nghiệt nhận lấy cái chết đi đình một tiếng phía trước diệp húc đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông vàng cực lớn không có người đánh mà tự kêu đình đình đang đang mà âm từng trận phát ra tiếng chuông này cũng là hắn kiếm được từ kho báu của tây hoàng nam thiên môn gọi là đãng hồn chung chiếc chuông này vừa xuất hiện lập tức mông chính đại tướng quân chấn động thật điền ba đảo hồn bay phách lạc diệp húc nhân cơ hội đạp xuống một cước ngay vào đỉnh đầu của mông chính đem thân người cao lớn vạn trượng bị đạp một cái từ trên cao rớt xuống âm âm rơi vào trong đế đô hàm dương làm sập đổ không biết bao nhiêu cùng khuyết đại điện đãng hồn chung là một bảo vật đặc biệt do tây hoàng luyện chế thành những bảo vật do tây hoàng luyện chế đều là những món tinh phẩm nhất là đãng hồn chung kia lúc đầu khi diệp phúc ở nam thiên môn thu được chuông này cũng đã bị một thiệt thòi lớn suýt chút nữa còn bị cái chuông này đáng tàn hồn phách bây giờ hắn sử dụng chiếc chuông này mông chính đại tướng quân nhất thời không kiểm tra tức tìm mất đi tiên cơ ngược lại còn bị hắn áp chế một bậc tuy nhiên bồng chính đại tướng quân dù sao cũng là cường nhân đỉnh phong tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt nguyên thần bất diệt thiên địa pháp tướng bất diệt cho dù đã đãng hồn chung thì cũng không thể nào đánh nát được thần thức hồn phách của ông ấy được nhưng diệp phúc đã đạp ngay một cước vào đầu của ông ta khiến cho ông từ trên cao sàng tay sang chân thành hình chữ đại mà rớt xuống nằm sấp ngay trên mặt đất suýt chút nữa thì đè sụp cả hoàng cung. Bị đả kích lần này khiến cho vị đại tướng quân của đại tần vừa tức lại vô cùng xấu hổ. Càn khôn đỉnh! Ông ta vừa đang tính toán đứng lên lấy lại thể diện của mình, thì đột nhiên từ trong ngọc lâu đỉnh đầu của Diệp Húc, một chiếc đỉnh lớn bay ra, trong đỉnh càn khôn nhật nguyệt lành lành trước mặt. Chiếc đại đỉnh này có bốn chân và hai tay, càng đến gần thì càng lớn, âm âm rớt xuống, úp ngay trên người ông ta chiếc đại đình này rất nặng nó ép mạnh tới mồng chính đại tướng quân thật khiếu phun lửa nhất thời không thể giãi giụa hay đứng dậy được chiếc càn khôn đình này cũng là do diệp húc dùng cửu đình đúc nóng mà thành đã được phách hạ lão tổ nhập vào các pháp lực của nhân hoàng nên nó trầm trọng không gì sánh được thậm chí còn vượt xa những bảo vật của nhân hoàng khác diệp húc tuy rằng không thể phát huy được hoàn toàn uy lực của càn khôn đình nhưng có thể dùng nó để ép người hắn ép cho vị đại vù tam bất diệt đỉnh phong mồng chính đại tướng quân này đến độ không thể nào đứng lên được nữa trong triều đường cả triều đình văn võ bá quan thấy thế không khỏi lắc đầu mồng chính đại tướng quân là thống soái ba quân của đế quốc là đại biểu cho vũ lực tối cao của đế quốc thế mà hôm nay lại bị một tên tiểu tử tam tương cảnh dùng vũ bảo ép tới không thể nào đứng lên được chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn đâu thể diện của đế quốc nữa Giờ phút này trong lòng bồng chính đại tướng quân, chỉ sợ rằng ngay cả đến tự sát, ông ấy cũng đã nghĩ đến rồi. Ông ta đột nhiên tán đi thiên địa pháp tướng, làm cho thân thể kịch liệt thù nhỏ lại, rồi từ phía dưới đỉnh mà bay ra, ra mặt đỏ bừng, ông cả giận nói, người dám lừa ta. Đón ông ta ở trước mặt lại là một cái mồm lớn đỏ như máu, đó cũng là lại diệp húc cho xuất hiện hào thiên khuyển. Con cự thú từ thời viễn cổ này hướng vào ông ta trồm tới, một con chó cũng vốn ở trước mặt ta Dương Oai. Mông chính giận dữ cười nhạt, ông ta một lần nữa ngừng tụ thần vạn trượng, thu hồi phương thiên họa kích, món bất diệt bảo vật này tán phát ra những rung động khủng bố kinh hoàng. Ông ta là một cường nhân tam bất diệt cảnh đỉnh phong, đương nhiên có thể phát huy triệt để uy năng của bảo vật bất diệt này. Chỉ trong một hơi thở đã đem Hạo Thiên Quyền ép cho thần hình không ngừng thu nhỏ. Chủ công, lão tử không xong rồi con thỏ này mạnh quá. Hao Thiên Quyền trong mắt đổ vẻ rất sợ hãi. Trước đây, nó luôn luôn chơi đùa vui vẻ vì không có một người nào có thể làm thường tổn đến cái thần cự thú viễn cổ của nó. Thế mà giờ đây, vì đại tương quần bồng chính này là đỉnh phong đại phù tạm bất diệt cảnh, thực lực ngang bằng với đại mình tồn vương, nén giận mà ra tay, phát huy uy năng của bất diệt chi bảo đến tối đa, hoàn toàn có thể phát được thân thể cự thú viễn cổ của nó. Đáng hồn chung lại một lần nữa vang lên. Mông chính trong đầu mông lung, hồn phách chấn động, thất thần một khắc. Hào Thiên Khuyển nhìn thấy thời cơ, lập tức nhào lên, hùng hăng cắn ngay một miếng. Tên là cả thịt ra, liền bị rứt ra một khối lớn. Mông chính đau quá, liền tỉnh táo lại. Một trường chụp vào đỉnh đầu Hào Thiên Khuyển, làm cho cái thầy tỏ lớn của Hào Thiên Khuyển bay ra xa hàng trăm dặm, cụp đuôi trốn ra phía sau đường Diệp Húc. Mông chính, về đi! Trong hoàng cung đại thần, đột nhiên vang lên một tiếng thét lớn uy nghiêm, âm thanh truyền khắp hoàng thành, để trẫm xem xem tên nhà quê dã man này suốt cuộc muốn làm cái gì. Mông chính do dự một lát, kịch liệt thu nhỏ thân thể, khôi phục thường thế, đi nhanh về hướng triều đường. Con thỏ kia, người đã trúng cầu độc của ta, không quá mười năm sẽ hóa thân thành chó, độc phát ra thì người chết. Hào thiên quyền ở đằng sau, cá kêu lên mấy câu thân hình bông chính đảo đảo gần như ngã sấp xuống quay đầu trợn mắt và nhìn bàn tay to lớn chìa ra quát lớn đưa giải dược đây bùm một tiếng diệp phúc thả người xuống đất bàn chân to lớn dẫm lên mặt đường của đê đồ hàm dương khí tan ra bốn phía thổi đổ từng mảnh từng mảnh cùng khuyết lậu cát từ trên cao nhìn xuống rồi hướng về phía triều đình đại tần. mắt của hắn sáng như đuốc nhìn quét khắp hoàng thành chỉ thấy trên triều đường đại tần văn vọng ba quan xếp hàng mà ở phía bắc triều đường, một người ngồi trên ghế rồng, mặt quay về hướng nam, trên thân mặc long bào, trên đầu đội vương miện, thật đúng là một bậc đế hoàng trì tướng. Tân Hoàng đồng thời cũng nhìn về hướng hắn, ánh mắt sâu thẳm thẳm, giống như hai cái giếng sâu nhìn không thấy đáy. Tân Hoàng có tướng mạo tuấn đáng không giận mà uy, thật là rồng trong đám người. Ông ta ngồi đó khiến cho người ta cảm thấy như rồng như hổ, muôn hình vạn trạng, khiến cho người ta tự cảm thấy sợ hãi và trấn phục, bị khí thế của hắn kiêu ngạo, áp đảo, khiến cho người ta không còn dám gần đầu, nhìn thẳng và cũng không còn đầu ý nghĩ phản kháng. Hắn ngồi xuống trong triều, quần thần người người đều cúi đầu buông mi, không một ai dám can đảm ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào vị hoàng đế đại tần. Cho dù là nhân hoàng đã tù đến nhân hoàng kỳ, cũng bị khí thế của hắn áp đảo đến không thể không cúi đầu. Hắn ngồi ở đó so với diệp húc kìm thần vạn trượng thì rõ ràng là vô cùng thấp bé nhưng nếu theo khí thế mà nói thì dường như hắn mới thực sự là người khổng lồ vạn trượng mà diệp húc mới là nhỏ mới chính là một kẻ đáng thương nhỏ bé và tầm thường về điểm này diệp húc cũng không thể không thừa nhận hắn là vua trong đám người khí thế của hắn vượt quá xa chính mình diệp húc nhìn thẳng vào tần hoàng không ngừng cân nhắc đánh giá không có một mảy may nào bị khí thế chính xác của vị hoàng đế này làm cho ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn cực kỳ kiêu ngạo và vô lễ, khiến cho quần thần trong triều đều giận dữ khiển trách. Hắn là đại nghịch bất đạo. Tần Hoàng giơ tay lên, nhẹ nhàng nói. Người thấy trẫm không quỳ, thật là to gan. Người có biết không, ngay đến Đông Hoàng Mục, nhân vật thiên tài của Đông Hoàng gia, khi gặp trẫm cũng còn nơm nớp lo sợ, quỳ xuống xương thần. Diệp Phúc Kha hả cười lớn, thanh âm ầm ầm u u truyền lại. Đông Hoàng Mục cũng từng quỳ trước mặt ta, vậy chẳng đại ta cũng là hoàng đế sao? Tần Hoàng không thèm để ý, mỉm cười nói, Trẫm rất thích người, người đã giết chết thái tử, người mà Trẫm thường yêu nhất, nay lại đại náo đế đô, ngay cả ngự sử đại phù tư tiên hộ của Trẫm cũng chết dưới tay của người. Tuy nhiên, đều như người chịu quy hàng, quỳ xuống trước mặt Trẫm, Trẫm không những khoan hồng cho người tội nghiệt, mà còn cho người làm quan, người hãy quỳ tạ lòng ân đi. Hắn ngồi ngay ngắn trên ngôi vị hoàng đế, nhắm mắt ngừng thần chờ Diệp Húc quỳ xuống, hồ to tạ chủ long ân. con thỏ con thỏ. Hào Thiên Quyển đột nhiên từ phía sau Diệp Húc nhảy ra, nhìn chăm chằm vào văn vọng bá quan, vui mừng dị thường gào lên một ổ thỏ con. cả triều văn võ bá quan đang chờ đợi Diệp Húc quỳ xuống, mà hô to tạ chủ long ân. nghe thấy câu này gần như tức hộc máu tại chỗ. Tần Hoàng nghe vậy cũng không tránh đổi tức giận mắt hơi hơi mở. Hai đạo thần quang từ trong mắt bắn ra. Ánh mắt hóa thành hai đợi dao trắng như tuyết lóe lên, chiêu rọi khắp đế đô một mảnh tuyết trắng, đâm vào đến mắt người cũng không thể mở ra được, chém tới hạo thiên khuyển. khiếu thiên, người nói sai rồi, bọn họ không phải là thỏ, mà là đô tài, một đám cẩu đô tài. Giữa phúc hoành thân chè phía trước hạo thiên khuyển, đỡ ánh mắt của tần hoàng. Hai đường ánh mắt dừng ở trên kim thần của hắn, lập tức xé rách da của hắn, xuyên vào bên trong cơ thể, kim huyết giàn ruộng. Diệp Phúc vẫn hồn nhiên không biết, hà hà cười lớn. Hắn giờ ra nằm ngón tay, xuyên qua triều đình đại tần, hướng về phía tần hoàng nắm lấy, cười to mà nói. Chẳng phải vừa rồi, người vừa nói, người muốn xem ta cuối cùng muốn làm gì phải không? Bây giờ thì ta nói cho người biết việc ta muốn làm hôm nay chính là lôi ngươi xuống khỏi ngồi vị hoàng thế này. Diệp Phúc nhìn thấy vị tần hoàng này, tuy cảm thấy hắn có hàng nghìn hàng vạn khí tượng, nhưng cũng không cho rằng hắn là vị cao thủ đã cướp đi quốc vận của Đại Tần. Tần Hoàng nhìn như vô cùng khí thế, nhưng so với loại khí thế bá đạo hào kiệt của Thủy Hoàng Đế thì vẫn kém hơn một chút. Nhân vật như vậy có thể mưu hại Thủy Hoàng Đế rồi cướp lấy trấn quốc chi khí, mưu đoạt hoàng vị Đại Tần, cướp đi giang sơn của ông ta. Hắn cũng không có tin. Bởi vậy, hắn ngay cả Tần Hoàng cũng mắng vào, nói y là cầu nô tài, cả triều văn võ cùng hoàng đế đều là một đám cầu nô tài. Diệp thiếu bảo, ở trong mắt của trẫm, người chính là bát hầu đã khiêu khích thiền đế thời xa xưa. Cho dù ngươi có càn quấy thế nào đi chẳng nữa, thì cũng chẳng thể chạy ra khỏi nằm ngón tay của trẫm. Tần Hoàng ngồi ngay ngắn trên kìm đoàn điện, hoàn toàn không để ý tới bàn tay của Diệp Húc. Thản nhiên nói, tên mãng phù dần dã vô tri kia, trẫm chính là trời, chính là đạo, chính là hoàng đế của thế giới này người ra tay với trẫm chính là nghịch thiên đại nghịch bất đạo hắn kim khẩu vừa mở khi thế phát ra chỉ thấy bàn tay xâm ra thiên tướng của diệp húc kia nhanh chóng thu nhỏ lại cách tần hoàng càng gần bàn tay lại càng bị ép nhỏ đi khí thế của hắn giống như một vị hoàng đế thống ngự thiên hạ thống ngự thế giới giống như trời cao cho dù diệp húc có dũng mãnh thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cúi đầu trước mặt hắn diệp húc ra tay với hắn chính là nghịch thiên mà đi đại nghịch bất đạo phải bị trời phạt. Hắn giống như vị hoàng đế duy nhất trên thế gian, đứng trên kim đoàn điện, nhìn một con kiến càn quấy đang kêu gào khiêu khích mình. Nghịch thiên mà đi ư, hôm nay đã cứ nghịch một lần, đánh ra càn khôn lanh lành. Thần quang bắn ra từ trong mắt của Diệp Húc, hắn quát lớn liên tục, cổ động tất cả tu vi. Hắn giơ một tay ra, lấy pháp tướng kết hợp thân thể, dùng hợp tất cả cấm pháp mà hắn tu luyện. Các loại kinh văn áo nghĩa hóa thành bàn vương khai thiên lập địa ở giờ khắc này tam tương cảnh pháp tương kỳ bắt đầu có chút tiến bộ bàn vương chân thân cuối cùng cũng bắt đầu thành hình diệp húc kim thân lại thay đổi từ huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kim thân dung hợp thêm cửu truyền nguyên công phật môn áo nghĩa đôi mắt giống như nhật nguyệt vâng trán rộng lớn hiện ra chủ thiền tình đấu cấu thành những hạt cực nhỏ tạo nên thân thể giống như biển sao trời quanh thân của hắn trào ra từng luồng yêu khí trên thân thể bày ra những phụ văn yêu tộc yêu tà và quỷ dị yêu khí ở trên đỉnh đầu của hắn hóa thành lô bồng phòng ngự thân thể hắn giống như gì là thiên nguyên thủy thiên vương tu tập các đại cấm pháp luyện ra bản vương bất diệt chân thân đối mặt với đại tần hoàng triều đối mặt với vị tần hoàng giống như thiên đạo kia hắn rút cuộc khiến cho mình có lĩnh ngộ có đột phá tìm được đạo của chính mình bắt đầu lĩnh ngộ đến đại đạo của thiên địa, đi ngược chiều suy diễn ra tam tường chân thân của mình. Hơn nữa, hắn đang nỗ lực ngưng tụ bản vương chân thân của mình. Bản vương chân thân và ngọc hoàng kim thân của hắn rất khác biệt. Nó càng thêm cổ xưa, càng thêm mạnh mẽ, có một loại khí khái trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hắn vốn bị hơi thở của tần hoàng trấn áp, bàn tay thu nhỏ lại nhanh chóng, nhưng giờ phút này lại giống như được áp lực của tần hoàng bàn tay kia lại mở rộng, nằm gón sầm đà thiền tướng kia tiếp tục chộp tới tần hoàng. Tần hoàng xuống dưới cho ta. Bàn tay Diệp Húc dường như đưa vào triều đường, bày phóng công đức kim luân sau đầu hắn chuyển động không thôi. Chư thiên công đức gia trì bản thể, khiến cho hắn giống như thần vương cổ xưa, tọa trấn trung ương quần thiên, đang giơ tay bắt lấy một kẻ đại nghịch bất đạo, dám to gan mạo phạm mình. Trong triều đình đại tần, văn võ bá quan chỉ thấy một bàn tay ngăm đen tho so đến từ ngoài điện, chụp thẳng tới tần hoàng. Bàn tay của Diệp Húc tuy ngầm đen như sắt, nhưng bên trong lại như hiện ra địa lý sơn xuyên. Mỗi một, một đạo trưởng văn chính là một dãy núi, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền mà lại huyền, diệu mà lại diệu. Cửa bắp trên tay hắn đổi lên như những dãy núi nhấp nhô. Ngoài làn da, từng sợi lồng như những cây cổ mộc tang thương, lại có thể thấy được những mạch máu đang chảy dưới làn da như những con sông lớn âm âm chảy đi. Đây là một góc bản vương trần thần của Diệp Húc, cất chứa địa lý sơn xuyên. Mặt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân thể như đất đai, huyết dịch như sông lớn, xác thịt như ốc thổ, ẩn chứa uy năng giống như khai thiên lập địa. Hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành bàn vương chân thân, nhưng loại pháp tướng trần thần mạnh nhất thế gian này đã giờ hiện uy lực. Bàn tay này của hắn gợi lên một cơn gió lốc trên triều đình đại tần nhiều quần thần ở vào trung tâm gió lốc, tu vi thực lực thấp thì đều không thể chống cự, bị gió lốc cuốn lên, gần như bị cắt nát. Tu vi cao cũng phải dùng hết tu vi ra sức chống cự. Tiểu bối vô tri tự tìm đường chết. Tần Hoàng vẫn ngồi ngay ngắn trên kim đoàn điện, bất động thành sắc. Đột nhiên một bóng người xuất hiện giữa bàn tay của Diệp Húc và Tần Hoàng. Đúng là đại tướng quốc của đại tần, lã Xuân Thù mở miệng nói. Lão già này vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, sâu không đường được. Kể cho Diệp Húc càn quấy ra sao, hoành hành như thế nào cũng vẫn im lặng. Lúc này đã xuân thù tức giận bừng bừng hoành thân che trước bàn tay của Diệp Húc đôi mắt mở ra. Trên kim đoàn điện lập tức xuất hiện điện thiểm lồi mình. Động thủ với thánh thượng, đại nghịch bất đạo. đau chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói nhìn là một loại ma lực kỳ lạ khiến cho bàn tay bàn vương của Diệp Húc như rơi vào trong vũng lầy, khó có thể tiến thêm về phía trước lão chính là thủ lĩnh của văn võ bá quan trong triều, là vị nhân hoàng duy nhất trong tất cả các quan lại, địa vị gần với tần hoàng. Lúc này đây, lão tức giận làm cho người ta có một loại cảm giác bấp bênh, lồi điện tể phát. Vỡ! Lão Xuân Thu hạ giọng nói, chỉ thấy bàn tay bàn vườn của Diệp Húc kia lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc. Nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhanh chóng lan tràn dọc theo cánh tay Diệp Húc thẳng đến tận bản thể hiện giờ diệp húc một mình đối mặt với nhân hoàng nên hắn đã hiểu được chiến lược khủng bố của nhân hoàng mỗi tiếng nói cử động đều tuần hoàn theo thiên đạo mở miệng phát ra tiếng là có uy năng vô biên chỉ một chữ vỡ thôi đã có thể chấn vỡ bản vương chân thần của hắn hắn tranh đấu với ngọc Tiêu cung chủ cũng không có trực tiếp đối mặt với nhân hoàng công phạt mà dựa vào ba vị đại bình tôn vương là già la tu đề và bảo hiền cùng vị nhân hoàng triều công thiều thậm chí còn tất cả mẫu thân của Hạo Thiên Quyền, một con thiên cầu đã trưởng thành lên, khắc chế tầm pháp của Hàn Nguyệt cung, mới có thể đánh với vị nhân hoàng Đỉnh Phong, Ngọc Tiêu cung chủ này. Hiện giờ hắn tự đối mặt với nhân hoàng, mới biết nhân hoàng khủng bố ra sao. Hắn vốn không có khả năng chống lại loại chiến lược này, nói là làm, âm thanh chính là phù pháp, khiến cho người ta không thể chống lại. Chỉ có tu thành Tam Bất Diệt cảnh thì ta mới có thể tranh cao thấp với nhân hoàng chứ giờ thì chưa được. Diệp Húc chớp động ánh mắt, hắn rút thần đuôi ra sau. Càn khôn đỉnh, gì là thiền địa tháp và ngọc lâu, lần lượt bay lên dung nhập vào trong bản vương trần thần của hắn, trần áp thần thể đang vỡ tan kia. Lại có các loại bất diệt chỉ bảo như đại uy lòng chiến hạm, trạm tiên đài, hành hương lâu, đẳng hồn chung, bay ra khỏi ngọc lâu, nhập chủ vào trong huyệt khiếu của Diệp Húc, trần áp thần thể, chống lại ma âm trong miệng của lã thù xuân có đám vụ bảo này trấn áp, bàn vương chân thân của hắn lập tức ngừng sụp đổ. Diệp Phúc giơ tay túm lấy hào thiên khuyển rồi bay lên trời, trốn ra khỏi đế đô hàm dương. Thủy Hoàng đế nói đúng, thực lực của ta quả thật không thể xông vào đế đô, chờ tu luyện đến tam bất diệt cảnh thì mới có thể chống lại nhân hoàng. Nhưng muốn kéo tần hoàng xuống khỏi ngai vàng, ép cho kẻ sau lưng hắn hiện thân thì e là phải tu luyện đến nhân hoàng kỳ mới có thể làm được diệp húc đồng ý rời đi nhún một cái rồi bay lên không không ai đại náo đế đô rồi còn có thể bình an rời đi diệp thiếu bảo người còn định chạy sao lão giả lã xuân thu này đứng ở trong triều đình sau đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ vồ dô văn tự hóa thành phù lục với lời nhẹ nghĩa sâu giống như là một bộ sách cổ xuân thu vồ dô văn tự ngưng tụ thành một bàn tay sầm là to lớn thò ra khỏi kim loan điện chộp tới diệp húc lão già này rõ ràng là đại nhò thuộc thiên nhân tông nhỏ bồn chính đạo một bộ xuân thu đại nghĩa bao quát nhỏ vụ kinh điển tu luyện đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhất ngôn tức pháp nhưng cấm pháp của lão ta lại có khác biệt với chính khí hạo tiên của thiên nhân tông trong chính khí lại hỗn loạn quỷ dị âm tà của ma đạo hợp hai loại hệ thống bất đồng này lại làm một mà hoàn mỹ không hề khiếm khuyết thành tựu của lão dù ở trong thiên nhân tông cũng là hiếm có là bá chủ cấp bậc tông chủ, thánh chủ. Không hiểu vì sao lại rời khỏi thiên nhân tông đến làm đại tướng quốc của Hoàng Triều mà đạo đại tần này. Vạn vật vị trí, tạo vụ thái nhất, hóa vụ âm dương, thái nhất thánh pháp. Sau đầu của lã xuân thù có một bàn tay thỏ ra, ngồn xuất pháp tùy. Trong bàn tay xuất hiện tiền địa vạn vật tươi tốt phồn vinh. Sau đó tiền địa tàn biến, vạn vật hóa âm dương, âm dương hóa thành hồng mông hỗn độn, Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đại phá diệt, đại sụp đổ, vạn vật trở về, hỗn nguyên, hỗn thủy. Người này vốn là cao nhân nho vu thiên nhân tông, tư chất cực cao. Lục trường có tranh đoạt chủ vị với đường kim thánh chủ của thiên nhân tông, cuối cùng đã bị thua. Là một mạch rời khỏi thiên nhân tông, chạy tới đại tần, trở thành đại tướng quốc từng dùng cấm pháp nhỏ bồn của thiên nhân tông và cấm pháp kinh điển của ma đạo kết hợp ra con đường chính ma thành tựu cực lớn trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người ở đại tần này bàn tay này xuất hiện trên đầu diệp húc giống như trời cao áp chế diệp húc liền thấy bản vương chân thân của mình đang có dấu hiệu tiếp tục tàn biến thậm chí hóa thành hỗn độn hư vô hoàn toàn hồn phi phách tán trong cơ thể của hắn từng bọn vô bảo trấn áp thân thể lại bị uy áp của bàn tay Lã Xuân Thu ép ra ngoài, khiến cho thân thể bắt đầu sụp đổ tàn rã. Đây là uy lực của Thái Nhất Thánh Pháp, cũng không phải là bản vương chân thân của Diệp Húc không đủ hùng mạnh, mà là cảnh giới của hắn với Lã Xuân Thu chênh lệch quá lớn. Lã Xuân Thu là nhân vật có thể sánh ngang với Thánh Chủ, là nhân tài nhân kiệt từng tung hoành thiên hạ, tư chất tài tình đều luôn đứng đầu. Thái Nhất Thánh Pháp của Lão kết hợp tình hòa chính ma nhị đạo uy lực vô ngần, chỉ có người cùng cảnh giới mới có thể chống lại lão. Diệp Phúc còn phải tôi luyện thêm thì mới có thể sánh với nhân vật bậc này. Lã Xuân Thù, bằng vào ngươi mà cũng muốn ngăn ta sao? Đồ thiền thân sát. Diệp Húc ép cho miệng học máu, hắn bất tình lình quát lớn, chỉ thấy bởi hai đồng nhân trấn áp tổ lòng trì mạch, bảo vệ xung quanh đế đô, đột nhiên cùng giơ tay ra, nện thật mạnh lên bàn tay thái nhất thánh pháp của Lã Xuân Thù lập tức đánh vỡ nó hắn nhận cơ hội thả người nhảy ra khỏi đế đồ hàm dương lã xuân thủ khẽ a à một tiếng lập tức nhảy ra khỏi điện kim loan thằng người dựng lên đuổi theo diệp húc đôi thiên thập nhị đồng nhân cùng mở bước chân bước nhanh về phía trước khiến cho hoàng thành chấn động không ngừng mười hai bàn tay vàng ánh cùng hạ xuống đặt lên đỉnh đầu vị nhân hoàng này ép cho lão ta từ trên cao ầm ầm rơi xuống đất lã tướng quốc không cần tiễn ta đi trước đây diệp húc cười ha ha tên đại uy lòng chiến hạm lên dương buồm mà đi lã xuân thù hừ lạnh một tiếng thân thể bị đồ thiền thập nhị đồng nhân trấn áp nên không thể truy kích diệp húc đột nhiên lão đạp một cước xuống mặt đất cười lạnh nói tìm đường chết mời tổ lòng rời núi nói xong lão ta bắt đầu thi triển ấn pháp của riêng mình